Các bạn thấy là ở bài kế tiếp ta là bài rồi, Tân gửi bài trong nhóm rồi nhé, thầy nhận được rồi. Đâu nhỉ? Đoàn này, Đạt này. Rồi ta sang bài số 27. Ở bài số 27 các em đọc đề kỹ nhé. Tìm khái niệm số Fibonacci. Số Fibonacci các bạn đã từng nghe đến. Thì bây giờ ta có thêm cái khái niệm là sâu Fibonacci. F0 bằng A, F1 bằng B. Bắt đầu từ thằng thứ hai trở đi, ta sẽ thực hiện lấy thằng F0 cộng với thằng F1. Ở trong về sâu thì thao tác F0 bằng F2 bằng F0 cộng F1 thì nó sẽ là dấu cộng thể hiện là phép toán nối hai sâu. Ví dụ thầy lấy ví dụ nhé. Ví dụ bây giờ thầy có sâu sâu S1 bằng ký tự AB, sâu S2 bằng ký tự C, thì khi đó sâu S của thầy bằng S1 cộng với S2 thì nó sẽ là bằng nối với sau sâu S1 là sâu S2, vậy thầy thu được ABC nhé. Còn bây giờ thầy gắn sâu S3 thì bằng là S2 cộng S1. Thì S2 tức là nối vào sau sâu S2, giá trị sâu S1, S2 của thầy là C, S1 của thầy là AB. Đấy. Như vậy thì S1 cộng S2 tức là nối thằng S2 sau thằng S1. S2 cộng S1 tức là nối thằng S1 sau thằng S2. Đấy. Nó ra được hai sâu khác nhau nhé. Nên trong sâu thì phép toán cộng sâu không có tính chất giao hoán. Rồi. Như vậy thì ở sâu này thì ở bài sâu này thì các bạn để ý như sau. Bây giờ người ta yêu cầu là cho số nguyên dương n và k. Người ta hỏi rằng ký tự thứ k của thằng Fn là bao nhiêu? Ký tự thứ k của Fn là bao nhiêu? Của sâu Fn là bao nhiêu? Vậy thì để trả lời được câu hỏi này không có cách nào khác, đó là ta sẽ phải tìm thằng sâu Fn. Mình gắn F0 bằng ký tự A, F1 bằng ký tự B, cho y chạy từ 2 cho tới n. Fi thì bằng Fi trừ 1 cộng với Fi trừ 2. Đúng không? Fi bằng Fi trừ 1 cộng Fi trừ 2. Người ta hỏi xác định thứ k, vậy thì mình chỉ việc write ra thằng thứ k. Vậy thì ta sẽ sử dụng thuật toán như sau. Ở bài toán này người ta cho T là số lượng bộ test, n và k. Vậy thì ở bài toán này ta quy mô phỏng về một cái bài toán là tìm số thứ n. Tuy nhiên với ở bài toán này thì bài toán này gọi là bài toán multitest. Bài toán này dạng multitest. Bây giờ người ta hỏi là ký tự đầu tiên của sâu F1 là bao nhiêu? Ký tự thứ ba của sâu S1 là bao nhiêu? Đấy. Vậy thì dòng đầu tiên là n ấy nhỉ, F0, ký tự đầu tiên của thằng F0 là bao nhiêu? Đây là F1, đây là F3, đây là F7, ký tự thứ bảy của thằng F7 là bao nhiêu? Vậy thì ta sẽ làm như sau. Rõ ràng việc với mỗi thằng thứ y ta phải tìm thằng Fn ở vị trí thứ y. Vậy thì trong những cái thằng giá trị như trên, thầy sẽ tìm thằng giá trị n lớn nhất trong những thằng n này nhé. Vậy thì quá trình đọc dữ liệu thầy sẽ phải thực hiện tìm giá trị lớn nhất luôn. Chỗ này thầy lưu vào mảng A, chỗ này thầy lưu vào mảng K. Vậy thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là sau khi đọc thằng T vào xong, thầy sẽ thực hiện cái công việc là for i chạy từ 1 cho tới T và thực hiện công việc. Thầy read line một cái cặp n ni thầy gọi là n, thầy lưu vào mảng A đi. Giá trị k thầy lưu vào mảng B. Đấy. Và khi đó thầy sẽ phải tìm giá trị lớn nhất trong các n này. Trong các n này thì thầy tìm thằng n lớn nhất, vậy thì cái biến red của thầy sẽ bằng max của red với ai. Đấy. Quá trình này trước vòng for các em khởi tạo bởi giá trị red bởi một giá trị vô cùng bé. Vì n ở đây nguyên dương nên giá trị vô cùng bé, red khởi tạo bằng 0. Sau công việc này ta thu được red là thằng n lớn nhất.
Vậy thì ta bây giờ ta thực hiện cái công việc thứ hai là tìm thằng FN. Đấy. Vậy để tìm thằng FN thì các bạn nhận thấy rằng theo định nghĩa thì ta có sâu F của mình. Thằng F thứ Y thầy sử dụng một cái mảng thầy có F0 bằng ký tự A. Thầy có F1 bằng ký tự B. Bây giờ đề bài người ta bảo yêu cầu tìm thằng FN, vậy thì phải for y chạy từ 2 cho tới n và ta thực hiện thằng FY 2 chấm bằng F của thằng y trừ 1 cộng thằng F của thằng y trừ 2. Như vậy thầy đã tìm được thằng FY rồi, đồng nghĩa với việc là thầy đã tìm được thằng FN rồi. Hay nói cách khác, tất cả những thằng F này thầy đã tìm được rồi. Đấy. Khi tìm được thằng F này rồi thì ta sẽ thực hiện cái công việc đưa nó ra. Bởi vì ta có T bộ test nên thầy sẽ thực hiện là for i 2 chấm chạy từ bộ test đầu tiên cho tới bộ test thứ T và thực hiện cái công việc. Thầy sẽ write ra giá trị ở sâu thứ i nhá, giá trị của sâu thứ i ở vị trí thứ B y ở vị trí thứ B đấy. Bạn chỗ này nhìn cho kỹ nhá. F của sâu AI tại vị trí thứ B thì write line ra. Đấy. Ở đầu chương trình thì các bạn hỏi là cái mảng F này em khai báo kiểu gì? Thì lưu ý rằng F đây nó là một mảng kiểu sâu nhé. F là array. Khi khai báo mảng các em chỉ khai báo tối đa 100.000 phần tử thôi. À xin lỗi, mỗi phần tử của nó là một sâu nhé, là string. Đấy. Như vậy ở bài này ta đã giải quyết một cách trọn vẹn, đó là tìm phần tử thứ bi của thằng fai. Vậy thì cách đơn giản nhất là ta tìm thằng f lớn nhất, sau đó ta với mỗi thằng đấy thì ta sẽ đưa ra, nó cũng giống như giải thuật sàng nguyên tố ấy. Trong các giá trị cần sàng thì mình sàng một phát cho đến thằng cuối cùng, thằng lớn nhất. Vậy trên đây là cái phần hướng dẫn của bài số 27. Để các bạn